Xin chào tất cả các anh chị và các bạn đã quay trở lại với kênh của em. Hôm nay thì em sẽ làm một món thức chấm vô cùng hấp dẫn, đặc biệt là đối với những người ăn chay hay là những các anh chị mà mình thích ăn những cái loại rau củ luộc á, thì không thể thiếu được, đó là món chao. Hôm nay em sẽ chia sẻ đến các anh chị một cái mẹo pha chao rất là nhanh và đơn giản, rất là ngon, chỉ gồm chao, tỏi, ớt, chanh, đường. Và nếu thích thì mình cho một chút xíu ớt bột để tạo màu nhé. Ở đây em dùng ớt bột Hàn Quốc. Tỏi và ớt thì em chỉ dùng một nhánh nhỏ tỏi thôi. Mình sẽ bằm nhuyễn, ớt cũng vậy. Mình dùng một trái. Bây giờ thì mình sẽ dùng khoảng 3 muỗng chao với 2 muỗng cái và 1 muỗng nước, 2 muỗng đường. Ở đây em sẽ múc đường trước cho nó đỡ dính này. Mình cho khoảng 2 muỗng đường vào trước nè. Ngoài trời nó đang mưa nên các anh chị thông cảm một chút xíu nhé. 2 muỗng đường thì sẽ là 2 muỗng chao và 1 muỗng nước chao nhé các anh chị. Đây, 1 muỗng chao này. Hai muỗng và thêm 1 muỗng nước nữa là được. Cái chao này thì nó khá là mặn nên là mình phải cho khoảng 2 muỗng đường. Mình cho một chút xíu cái ớt bột này để nó tạo màu. Cái ớt này các anh chị có cho cũng được, còn không cho cũng được nhé. Đây em chỉ tạo màu cho nó đẹp một chút xíu thôi, chứ cái ớt này nó không cay. Và chanh, chanh thì em sẽ bắt nửa trái nhé. Mình bỏ hạt đi. Cái chao này thì mình có thể là chấm rau củ luộc, ví dụ như đậu bắp, bầu bí, ăn rất là ngon. Và một cái nữa là hôm nay em pha để chấm với thịt dê nướng đó anh chị. Thịt dê nướng hay là bò nướng thì không thể thiếu cái món chao này được. Cái chao này ăn nó rất là hợp và ngon, bùi bùi béo béo. Đây, sau khi mà mình đã xong tất cả nguyên liệu thì các anh chị mình cứ trộn lên là được thôi. Wow, nhìn là rất là hấp dẫn rồi. Này, chấm rau củ luộc hay là thịt nướng, thịt dê nướng thì tuyệt vời luôn á. Đó, mình dầm nhuyễn ra là như vậy là được. Nhìn cái chén chao mà nuốt nước miếng luôn á. Em hay ăn chao lắm, cứ ăn chao với rau củ luộc, đậu bắp là bao hao cơm luôn á. Đó, vậy là mình đã được cái chén chao rồi đó, thơm lừng luôn. Nếu mà các anh chị, cô chú nào mình ăn chay thì mình đừng bỏ tỏi là được nhé. Còn đường với lại những cái nguyên liệu khác thì vẫn như vậy, mình chỉ không bỏ tỏi vô thôi. Đây, vậy là em đã vừa hoàn thành xong pha một cái chén chao. Chỉ vòng khoảng 2-3 phút là mình đã có một cái chén chao rất là ngon để mình chấm rồi. Màu sắc thì rất là đẹp. Các anh chị nếu mà không có ớt bột Hàn Quốc, mình có thể thay một chút sa tế thì cái màu nó cũng đẹp như em như thế này đó. Video của em đến đây cũng kết thúc. Xin chào và hẹn gặp lại các anh chị ở các video tiếp theo nhé.